Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 196 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Lát bằng cách bình luận, nè, like, nè, chia sẻ video. Hoặc mọi người có thể ủng hộ bằng hiểm kim thông qua các hình thức như là ví Momo, Paypal hoặc địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh youtube Lát Radio, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác hết. Nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Dù có rất nhiều đan dược tương trợ, nhưng vấn đề ngưng kết nguyên anh cũng được xem là phải có cơ duyên. Mà đối với mộ phái linh thì tỷ lệ ngưng kết lại không quá cao. Nghe được lời này của Hàng Lập, mộ phái linh ngẩn ra, đôi môi đỏ mọng mắt máy muốn nói điều gì. Nhưng Hàng Lập khoát tay chặn lại, không cho nàng nói. Tốt lắm, Ta không hối thúc người lựa chọn, cho người suy nghĩ thêm vài năm nữa đó hiện tại ta cần phải bế qua một thời gian nên sẽ cấp cho ngươi một số đan dược để ngươi thử đột phá cảnh giới kết đan trung kỳ ngoài ra ngươi cũng thay ta chỉ điểm một chút công pháp cho cầm nhi đó dạ cẩn tuân mệnh lệnh của công tử mộ phái linh có chút không cam lòng nhưng thấy khẩu khí của hàng lập trầm xuống chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo hàng lập gật đầu lấy ra một ít đan dược đưa cho nàng lại dặn dò điền cầm nhi vài câu sau đó cho nhị nữ rời khỏi động phủ chờ đến lúc trong phòng, trong phòng không còn ai Hàng lập chậm rãi nhắm hai mắt lại khẽ thở dài một hơi tựa hồ tâm tình có chút rối loạn hắn ngồi yên ước chừng khoảng một khắc lại mở hai mắt ra ánh mắt trở lại vẻ lạnh nhạt tựa hồ tâm tình khôi phục lại như lúc ban đầu bỗng nhiên hắn vỗ vào bên hông nhất thời một phiến ngân quan chớp động trước người quỷ dị hiện lên nhân hình khôi lỗi đứng ở trước mặt không nhúc nhích Hàng lập liếc mắt đánh giá cái nhân hình khôi lỗi thần niệm chợt động đột nhiên trên mặt của nhân hình khôi lỗi hiện ra một tầng ngân quan ngũ quan của nhân hình khôi lỗi trở nên mơ hồ khi ngân quan hạ xuống lộ ra khuôn mặt độc nhất vô nhị của hàn lập tương tự như một hàn lập thứ hai mà cơ hồ cùng lúc đó thân hình khôi lỗi rung lên vô thành vô tức dáng người cao thêm mấy tấc y chang dáng của hàn lập hàn lập nhìn khôi lỗi một lần nữa gật đầu vừa lòng phớt tay về phía nó một cái sắc mặt của khôi lỗi không chút thay đổi thân hình nhoáng lên một cái biến mất trong ngân quan vô pháp nhìn nó đang ở nấp ở đâu hàng lập lại cúi đầu nghĩ ngợi sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng tiến thẳng vào mật thất trong động phủ nhưng đi được nửa đường đột nhiên hắn mở miệng nói đệ nhị nguyên anh của ta ở trong đỉnh có biết điều không vậy có gây phiền phức gì cho đào hữu không <laughs> chỉ là một trung kỳ nguyên anh thì chưa đủ năng lực để gây rối cho lão phu đâu chỉ là trước giờ sống một mình quen rồi bây giờ lại có thêm người mới có chút không có quen trong tay áo bào phát ra thanh âm của đồng tử cũng không biết khi nào mà hàng lập đã đặt hư thiên đỉnh trong tay áo bào thiên lang đạo hữu nhẫn nại một chút vậy ta sắp sửa đồng hóa cái đệ nhị nguyên anh này rồi đem nó thu hồi đến lúc đó đạo hữu sẽ không còn phiền não đâu mà khi xong việc này ta sẽ trợ giúp đạo hữu trải qua biến hóa lôi kiếp biến hóa nhân hình đạo hữu có ý kiến gì không Hàng đạo hữu còn nhớ rõ việc này lão phu làm sao có ý kiến ý cò gì nữa chứ? Thiên Lang Thánh Thú nghe hàng lập nói xong mừng rỡ đáp lời. Hàng lập cười nhạt không nói tiếp với đồng tử nữa mà thân hình lóe lên tiến nhập vào mật thất bế quan. Hàng lập chậm rãi đi tới vị trí trung tâm mật thất không nói hai lời, tay áo bào rung lên một đoàn thanh quang bắn ra. Sau khi xoay quanh liền hóa thành một cái thanh sắc tiểu đỉnh huyền phụ trước người. Trên đỉnh đầu chợt lóe thanh quang thân ảnh của đồng tử mơ hồ hiện lên cười hì hì ngồi trên đỉnh bộ dáng chuẩn bị xem kịch vui thân sắc của hàng lập không thay đổi như không thấy đồng tử lại vỗ vào túi trữ vật xuất ra nhất điệp trận kỳ hắn giơ tay lên hơn 10 cây trận kỳ chợt lóe lướt qua bày ra bốn phía mật thất lập tức một tầng quan mạc màu vàng nhạt mơ hồ hiện lên đem toàn bộ bao phủ lại hai tay của hàng lập bắt quyết điểm nhẹ nhàng vào hư thiên đỉnh một tiếng sưu từ trong đỉnh phát ra bay vút lên trời. Đồng tử như đã biết trước được, đã sớm động thân bay sang một bên, ngồi tươi cười nhìn chăm chú tiểu đỉnh. Trong đỉnh phát ra tiếng âm thanh ầm ầm vù vù, nhưng cũng không có dị biến nào phát sinh. Sắc mặt của hàng lập trầm xuống, trong miệng phát ra tiếng chú ngữ, một đạo pháp quyết được đánh vào trên đỉnh. Nhất thời hư thiên đỉnh khẽ rung lên, một đồ vật thanh sắc mênh mông từ trong đỉnh chậm rãi dâng lên, kích cỡ chừng nửa xích, được vô số thanh ti rậm rạp bao phủ xung quanh, không có vẻ sự sống. Phá! Trong miệng của hàng lập quát khẽ một tiếng, một màn quỷ dị xuất hiện, thanh ti đang bao xung quanh trong nhất thời đứt ra từng khúc, trong nháy mắt hóa thành nhiều điểm ánh quang tiêu thất vào hư không. Thương ảnh hát lục sắc của đệ nhị Nguyên Anh lập tức hiện ra, lúc này hai mắt của nó đã nhắm nghiền, huyền phù không nhúc nhích trong không trung, tựa hồ hôn mê chưa tỉnh. Hàng lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, không chút do dự, một tay đánh một trảo vào không trung. Vài cây tế châm ngân sắc lấp lóe hiện ra trong lòng bàn tay. Sau đó hắn lạnh lùng liếc mắt quan sát Nguyên Anh ở trong không trung một lần nữa, rồi vẫy tay phóng ra. Hơn 10 đạo ngân ti lóe lên lướt qua rồi biến mất. Nguyên Anh đang hôn mê bất tỉnh, đột nhiên quanh thân chợt lóe lên hát quang. Nhoáng một cái quỷ dị biến mất, tự nhiên ngân ti đều đánh vào khoảng không, tất cả đều thất bại. Hàng Lập cũng không kinh ngạc gì, ngược lại khóe miệng mỉm cười một tia lạnh, điểm vào hư thiên đỉnh. Từ một góc mật thất mặt nhiên bắn ra một chùm thanh ti, chỉ thấy thanh quan đại phóng đã đem toàn bộ không gian phía dưới bao phủ lại. Một tiếng kêu rên truyền ra, trong thanh ti chớp động lại hiện ra thân ảnh hắc lục sắc của Nguyên Anh. Chỉ là lúc này từ cổ đến tứ chi đều bị thanh ti quấn chặt không thể mảy may nhúc nhích. Mà lúc này hơn 10 ngân ti đánh hụt kia bay vụt trở về. Sau vài tiếng phóc phóc, trong nháy mắt, các ngân ti đã chui vào trong thân thể Nguyên Anh, làm cho nó rung lên mất đi khả năng khống chế điều động pháp lực. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh hiện ra vẻ tuyệt vọng. Ngươi không cần có tâm tư cầu may nữa. Hết thảy tâm cơ của ngươi đều là phục chế từ ta. Ta như thế nào lại để cho ngươi có cơ hội? Ta không có ý định gạt bỏ sự tồn tại của ngươi, chỉ là muốn đồng hóa ngươi mà thôi. Đừng có cố kỵ chống cự làm gì cho thêm đau khổ nữa. Thanh âm của hàng lập không vội không vàng, giống như đang tâm sự với một người bạn tri kỷ. Cái gì gọi là không gạt bỏ sự tồn tại của ta chứ? Về sau ta không còn ý thức tự chủ thì cũng có thể là ta nữa sao? Như vậy so với việc biến mất khỏi thế gian này có cái gì khác nhau? Đệ nhị Nguyên Anh bị cấm chế, biết mình lần này chạy trời không khỏi nắng, không muốn dãy dụa nữa mà nhìn hàng lập hét lớn đầy sự oán độc. Cũng không sai, nhưng căn bản ngươi là đệ nhị Nguyên Anh của ta thì cũng không nên có thần thức tự chủ ta hủy diệt ý thức của ngươi thì ngươi cũng không có gì phải oán hận cả. Muốn trách thì trước hết ngươi nên trách ngươi không nên tồn tại trong cõi đời này. Đuôi lông mày của hàng lập động đậy trả lời một cách lạnh lùng. Lúc này hắn cũng không muốn nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Hai tay pháp quyết, thanh ti rậm rạp đang trói buộc Nguyên Anh chợt đại phóng linh quang. Đệ nhị Nguyên Anh chỉ thấy hai mắt tối sầm lại, liền chân chính hôn mê. Thần sắc của hàng lập lúc này mới buông lỏng, nhưng tựa hồ chợt nhớ ra điều gì, hắn quay đầu liếc mắt nhìn đồng tử. Đồng tử cũng khá là nhu thuận, vừa thấy hàng lập lạnh lùng liếc mình, bèn không nói một lời, thân hình nhoáng lên, tự hành tán loạn tiêu thất. Hàng lập gật đầu, hướng tiểu đỉnh trong không trung, điểm chỉ một cái. Hư thiên đỉnh lập tức hạ xuống, cả thân đỉnh lóe lên thanh quang rồi hợp lại. Cơ hồ cùng lúc này, hàng lập hé miệng phúng ra một cổ thanh hà, đem tiểu đỉnh quấn vào trong. Trong thanh hà, tiểu đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại, sau vài cái chớp động đã được Hàng Lập hút vào trong bụng. Lúc này Hàng Lập mới thở nhẹ ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống, nhìn để nhị Nguyên Anh, rồi một tay trảo ra một cái, một cổ cự đại hấp lực sinh ra, hút Nguyên Anh lại gần, huyền phù cách Hàng Lập một trượng. Hàng Lập cẩn thận, dùng thần niệm kiểm tra Nguyên Anh, sau khi xác định là thần thức đối phương thật sự không còn, mới yên tâm nhắm mắt, vỗ vào thiên linh cái của mình. Nhất thời trên đỉnh đầu Hàng Lập chớp động thanh quang, một nguyên anh thanh sắc mông mông cỡ mấy tấc không một tiếng động hiện ra dưới chân nguyên anh là một thanh sắc tiểu đỉnh hai tay cầm một cây mộc xích xanh biếc trên đỉnh đầu xoay quanh một cái khỏa bạch sắc viên châu hai hàng lông mày như ẩn như hiện một đoàn hắc khí bốn phía của thân thể có hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm xoay quanh không ngừng đây chính là đệ nhất nguyên anh do hàng lập khổ tu hơn trăm năm có được trên mặt của nguyên anh không buồn không vui chỉ lạnh nhạt xem xét đệ nhị nguyên anh tiểu đỉnh dưới chân chợt lóe linh quang liền chậm rãi chở nguyên anh chậm rãi bay đến gần khi còn cách đệ nhị nguyên anh vài xích nguyên anh này ngừng lại ánh mắt chớp động quan sát thanh ti trên người của đệ nhị nguyên anh đột nhiên giẫm nhẹ vào tiểu đỉnh nhất thời tiểu đỉnh phát ra tiếng vù vù thanh ti trên người của đệ nhị nguyên anh liền lóe lên biến mất chỉ để lại hắc lục sắc nguyên anh huyền phù trong không trung sau đó chỉ thấy hư thiên đỉnh từ từ lớn lên đệ nhất nguyên anh đứng thông dong ở phía trên ném lục xích trong tay vào không trung, hai tay bắt quyết, có nghe thấy phát ra một trận âm thanh chú ngữ trầm thấp, thanh quang trên người Nguyên Anh đại phóng, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cái đoàn hắc khí giữa hai hàng lông mày chợt quay tròn chuyển động rồi ngưng tụ biến ảo thành một con mắt thứ ba đen thui, tỏa sáng lòe lòe, tản ra tia sáng yêu dị. Đệ tam nhãn này hơi chuyển động ngóng nhìn về phía đệ nhị Nguyên Anh. Mà đúng lúc này, thanh âm chú ngữ trong miệng của Nguyên Anh dừng lại, hắc quan nội thiểm trong con mắt thứ ba đột nhiên phúng ra một phiến hắc sắc quan hạ vừa đủ đánh vào đệ nhị nguyên anh nhất thời thân thể của hắc lục sắc của đệ nhị nguyên anh chấn động hai mắt nó mở ra trong đó đầy vẻ mờ mịt dường như thần trí đã mơ hồ mà vào lúc này hai mắt của đệ nhất nguyên anh mới mở ra tinh quang trong mắt lóe lên đồng thời từ trong mắt bắn ra hai đạo thanh sắc quan trụ trực tiếp tiến nhập vào trong hai mắt của đệ nhị nguyên anh bộ dáng muốn cường hành quán chú thể nội của đệ nhị nguyên anh tứ chi của đệ nhị nguyên anh vô lực rũ xuống thân hình run rẩy không ngừng khuôn mặt vốn đang đờ đẫn chợt hiện ra sự thống khổ dị thường tựa hồ muốn la hét nhưng không thể nói ra được tiếng nào gương mặt của đệ nhất nguyên anh thủy chung vẫn không thay đổi chỉ không ngừng điều khiển thanh sắc quan trụ trong mắt không ngừng phun ra còn các biểu hiện khác của đệ nhị nguyên anh thì nó không quan tâm nửa tháng sau thạch môn của mật thất tự mở ra thanh quan lóe lên hàng lập và nhân hình khôi lỗi quỷ dị xuất hiện hàng lập liếc mắt nhìn khôi lỗi mỉm cười hắn sờ đầu nhất thời trên đỉnh đầu hiện ra một con hắc lục sắc nguyên anh lúc này sắc mặt của nguyên anh đờ đẫn thân hình của nó nhoáng lên hóa thành một đạo ô quang tiến nhập vào trong nhân hình khôi lỗi không thấy bóng dáng một lát sau hai con mắt đờ đẫn của khôi lỗi chợt chớp mấy cái tràn ngập sinh linh chi khí dường như lột sát trở thành người sống không tội, quả như như ta tính toán, sử dụng đệ nhị nguyên anh trong bí thuật phụ thể của đại diễn bảo kinh, cho đệ nhị nguyên anh trực tiếp điều khiển khôi lỗi, giải quyết được vấn đề không điều khiển được khôi lỗi ở khoảng cách quá xa. Xem ra về sau khi đi ra ngoài một thời gian ngắn thì có thể lưu lại đệ nhị nguyên anh và khôi lỗi trong động phủ được rồi. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này khẽ vỗ tay cười nói. Hàng đạo hữu làm như vậy quả thật là một ý tưởng tuyệt diệu đó nhưng ngươi không sợ lại xuất hiện cái tình huống đệ nhị nguyên anh có nguyên thần tự chủ rồi sẽ phải đi thu hồi lại đệ nhị nguyên anh thật là muôn vàng trắc trở như lần trước sao trong tay áo của hàng lập truyền ra tiếng nói có vẻ như không cho là đúng của đồng tử điểm này không cần đạo hữu nói thì ta cũng đã nắm rõ rồi nhưng lúc này đây ta sẽ dùng thần thức hậu kỳ mới tham ngộ được động thủ cước trên nhân hình khôi lỗi trừ phi thần thức của đệ nhị nguyên anh mạnh hơn ta nếu không ta sẽ tùy thời làm cho khôi lỗi tê liệt Hàng Lập trả lời <laughs> Xem ra đạo hữu đã sớm cân nhắc việc này rồi Lão Phu chứ thật là đa sự rồi Đồng tử cười hát hát Hàng mẫu cảm kích ý tốt của thiên lang đạo hữu nha Kế tiếp đạo hữu muốn độ biến hóa lôi kiếp ngay tại tử mẫu phong Hay là muốn ta tìm một chỗ bí ẩn khác giúp đạo hữu độ kiếp vậy Hàng Lập chuyển đề tài bỗng nhiên nhắc đến việc độ kiếp Ở tử mẫu phong này có lẽ là không thích hợp lắm đó dù sau khi biến hóa lôi kiếp có cấm chế cũng không thể che giấu nơi trú ngụ được tuy lão phu tin tưởng thần thông của đạo hữu nhưng tìm một nơi ổn thỏa hiếm có dấu chân người thì tốt hơn đồng tử do dự một lát rồi uyển chuyển đề nghị cũng được để ta gặp mặt uyển nhi xong thì sẽ tìm cho ngươi một địa phương thích hợp vậy hàng lập không có ý tứ làm khó dễ lẹ làng đáp ứng sau đó hắn ra khỏi động phủ trước hết đi gặp nam cung uyển trong lạc vân tông xem tình hình tu luyện của nàng như thế nào một ngày sau Hàng Lập vô thanh vô tức ly khai Lạc Vân Tông, độn quang hướng phía tây phóng đi. Năm ngày sau, Hàng Lập xuất hiện tại một cánh đồng hoang vu trong một khu vực cực kỳ hoang vắng. Khiến thổ địa này không có lấy một ngọn cỏ, liếc mắt nhìn quanh chỉ thấy đất vàng và đá xám trắng lỗn nhổn khắp nơi. Trước hết, Hàng Lập đem khu vực này làm trung tâm, trải thần thức ra mấy vạn lý kiểm tra một lần nữa. Chưa nói đến tu sĩ mà cả người phàm đều không có lấy một móng. Thế nào? địa phương này là giao giới giữa khê quốc và hoa vũ quốc từ đây trải ra phạm vi hai ba mươi ngàn dặm đều không có một bóng người người độ lôi kiếp ở đây chắc là ổn thỏa chứ nơi này đích thực là địa phương độ lôi kiếp tuyệt hảo đó nha hàng đạo hữu nè trước hết người phóng xuất bản thể của ta ra để cho ta ngồi đây minh tưởng ba ngày chờ đổ kiếp nha trong đỉnh truyền ra thanh âm vui sướng của đồng tử không có vấn đề hàng lập đáp ứng phi thường thống khoái hắn hướng ngón tay về hư thiên đỉnh đạn chỉ một tiếng phanh nhỏ vang lên, đỉnh tự hành mở ra. Tiểu đỉnh xoay chuyển, một cổ thanh hà quét ra, hiện ra một thân thể yêu thú nửa xích, đầu trâu thân dao. Yêu thú này bay ra khỏi thanh hà, lập tức lăn tròn một cái, trong nháy mắt hình thể cuồng trướng cao lớn hơn trượng, cả thân thể phát ra thanh quang lập lòe. Làm phèn đạo hữu làm hữu pháp cho lão phu trong chốc lát nha. Từ miệng của yêu thú này nói ra thanh âm của đồng tử, lập tức thân dao trầm xuống, trực tiếp hạ xuống mặt đất cuối cùng hạ lên một khối bạch thạch thân hình bất động hàng lập nhìn hành động của yêu thú vẫn không nói cái gì nhưng thân hình nhoáng lên hạ xuống một khối thạch đầu kế bên khoanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt lại hai người một yêu một thú cứ như vậy ngồi suốt ba ngày ba đêm đến ngày thứ tư thiên lang thánh thú mở hai mắt ra lão phu đã điều tức pháp lực thân thể đến trạng thái tốt nhất rồi tối thiểu nắm chắc sáu bảy thành có thể vượt qua lôi kiếp ở giai đoạn đầu đạo hữu không cần ra tay Lão Phu vẫn chống đỡ được Chỉ vào cái giai đoạn cuối Đạo hữu ngăn chặn tam ba lôi kích Thì lão Phu vô cùng cảm kích đó Thì ra là vậy hả? Hàng mẫu nhớ kỹ rồi Nếu cần thì trước khi độ kiếp Đạo hữu không ngại thì nút thử cái một giọt này coi Hàng lập nhàn nhạt đáp ứng Nhưng bỗng nhiên lật tay Trong tay xuất ra một cái huyền băng tiểu bình Phát ra trận trận hàng khí Ném về phía yêu thú Đây là cái gì? Yêu thú có phần kinh ngạc Kinh nghi tiếp nhận mở cái nắp bình ra dùng thần niệm hướng vào bên trong hàng tuổi đậu hữu có cái loại đan dược này hả thiên lang thánh thú kinh hỉ hét to thứ này là do hàng mẫu ngẫu nhiên kiếm được một ít ở đại tấn thôi nghĩ tình đạo hữu đã từng truyền thụ ngân nguyên văn tự tại hạ tặng cho đạo hữu một giọt hy vọng đậu hữu không chỉ ít nha hàng lập sờ sờ cầm thản nhiên nói <laughs> không ít không ít một chút cũng không ít đâu hàng tuỷ không thể so sánh với thứ khác được cũng là đồ hiếm ở linh giới đó Thứ này ngẫu nhiên xuất hiện một tí thì đã bị yêu tộc chúng ta phân chia sạch sẽ rồi, chỉ có thể gặp không thể cầu. Thiên Lang Thánh Thú hưng phấn dị thường, ngừng lại một chút rồi quay đầu nhìn Hàng Lập nói thêm. Cho dù chỉ một giọt thôi, với ta cũng đủ rồi. Ơn ừ đậu hủ tặng thuốc, lão phu sẽ không quên đâu, về sau tất cáo hậu báo. Câu cuối cùng yêu thú thể hiện sự thành khẩn. Hàng Lập nghe vậy chỉ cười cười không nói điều gì, lại vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời nhiều trận kỳ trận bàn xuất hiện trong tay, hắn bắt đầu trong phạm vi hơn trăm trượng bố trí một cái cấm chế pháp trận phức tạp. Sau thời gian uống xong một chén trà nhỏ, thân hình hàng lập nhoáng lên, trở lại chỗ cũ. Ở phụ cận xung quanh hiện lên tầng tầng nhũ bạch sắc mê vụ. Pháp trận này dùng để phòng ngừa một ít chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Ta sẽ canh giữ ở ngoài pháp trận này, hộ pháp cho đạo hữu. Chuyện độ lôi kiếp thì chỉ còn do đạo hữu dựa vào chính mình thôi. Hàng lập nhìn yêu thú, chậm rãi nói. Điều này là tự nhiên, hóa hình lôi kiếp uy lực của thiên lôi thì cấm chế bình thường của nhân giới làm sao ngăn cản nổi chứ đúng rồi khi bản thân ta đổ kiếp thuận thủy nhân tình có thể đưa cho đạo hữu một chút ưu đãi nè yêu thú như chợt nhớ ra cái gì đó bỗng nhiên hai mắt lóe ra kỳ quan ưu đãi hàng lập kinh ngạc hỏi đúng chuyện tình này tất cả người ở linh giới đều biết nhưng ở nhân giới lại không có mấy ai biết đâu thiên lang thánh thú cười hắc hắc bỗng nhiên môi nhúc nhích truyền âm Hàng Lập kinh nghi nghe, nhưng trên mặt dần dần giật mình, cuối cùng lộ ra tia hưng phấn. Nếu việc này là thật thì đích thực là một cơ hội khó gặp rồi. Vừa lúc hàng mổ mang trên người cái loại pháp khí này Có thể thử một lần Hàng lập vui vẻ gật gật đầu nói <laughs> Việc này tự nhiên không phải là giả rồi Chẳng qua đạo hữu cần phải bắt lấy thời cơ tốt để ra tay nha Nếu không giản nhất xảy ra sai lầm Kết quả lại không có đẹp đâu đó Yêu thú nói với vẻ ngưng trọng Thức tỉnh hàng lập Chuyện tình này đạo hữu cứ yên tâm đi Trong lòng hàng mổ của chừng mực mà Hàng lập mỉm cười trả lời Ta xem hàng đạo hữu cũng không phải là loại người liều lĩnh Bây giờ lão phu sẽ gọi tới thiên lôi Chuẩn bị đổ kiếp đây <laughs> Nếu lão phu không tin thông một ít bí thuật ẩn nặc Chỉ sợ vừa ra khỏi đỉnh Thì hóa hình lôi kiếp đã lập tức đến nay bên người rồi Thiên làng thánh thú thở dài một hơi Thân hình không gió tự trôi nổi Chậm rãi bay lên trời cao Trong lòng hàng lập rùng mình Không nói hai lời hóa thành một đạo thanh hồng lóe lên chui ra ngoài pháp trận lập tức trong mắt hắn chớp động lam mang trong trùng điệp bạch sắc mây vụ ngưng thần nhìn hành động của yêu thú chỉ thấy trong bạch sắc mây vụ yêu thú đã bay lên cao cách mặt đất hơn 30 trượng rồi ngưng lại phiêu động trong không trung hàng lập nhìn thấy đến đoạn này thần sắc chật động rồi lập tức một tiếng rống to kinh thiên động địa truyền ra một cổ yêu khí cường đại theo gió phóng lên cao mơ hồ trong lúc đó Tự hồ thiên lang thánh thú thi triển bí thuật gì đó làm cho hình thể cuồng trướng thêm một lần nữa. Yêu thú này đã hoàn toàn tiết lộ yêu khí bát cấp yêu thú ra ngoài. Chỉ trong một công phu hít một hơi thở, trong không trung phạm vi ngàn dặm, nguyên bản không có một án mây, đột nhiên truyền đến một tiếng sét đánh. Bỗng nhiên trong phạm vi ngàn dặm, lập tức cuồng phong gào thét. Nhiều đám mây đen trùng trùng điệp điệp hiện ra, toàn bộ không trung trong nháy mắt trở nên tối đen dị thường tiếng sấm phát ra báo hiệu sắp có mưa lớn ngập trời. Hàng lập thấy cảnh này không khỏi lấy làm kỳ quái. Theo hắn biết, mảng hoang địa này luôn luôn khô ráo, trong vòng mấy chục năm nay không có được một giọt mưa. Nhưng hiện giờ vì thiên lang thánh thú xuất ra yêu khí, liền lập tức xuất hiện cái thiên tượng này. Xem ra yêu thú này đã độ hóa hình lôi kiếp không phải là chuyện đùa. Trong lòng hàng lập thầm nghĩ như vậy, nhưng rồi hắn tiếp tục miếm môi, hai mắt nheo lại tập trung tinh thần quan sát. Đúng lúc này, trong pháp trận ở phía dưới phát ra tiếng yêu thú rít lên kinh người uy năng của hồi sắc yêu phong đại trướng thêm mấy lần hóa thành một đạo hôi bạch sắc cụ phong trực tiếp nhảy vào đám mây đen đem toàn bộ lôi điện mây mù quét sạch sành xanh đột nhiên từ giữa đám mây đen truyền ra một tiếng oanh thật lớn một đạo cự kiếm hồ quang vừa vặn đánh vào ngay chớp đỉnh yêu phong ngân quang chật lóe lên yêu phong màu xám trắng dường như muốn chống cự lại nhưng đã bị một trảm trực tiếp bổ nước ra Hai người đồng thời từ giữa hư không tiêu thất. Phía dưới hiện ra thân ảnh của yêu thú đầu trâu mình dâu. Lúc này thân dưới của nó biến thành một đoàn, mà hình thái so với lúc đầu có chút khác nhau, hai bên thân mọc ra đôi cánh tử sắc, đồng thời xuất hiện thêm hai cánh tay xanh biếc cường tráng. hàng Lập xem xét nửa ngày cũng không phát hiện ra là loại yêu thú nào trong số thiên địa linh thú. Lúc này Thiên Lang thánh thú cũng nhìn chằm chằm vào giữa không trung như ẩn như hiện. Tinh đại hồ quang sau lưng cũng xuất hiện một đôi cánh nhẹ nhàng lay động vùng phụ cận chợt hiện ra một đoàn hôi phách yêu khí trong nháy mắt đem con thú này hoàn toàn bao bọc lại giữa không trung tiếng sấm vang dội rốt cuộc cũng truyền tới xen giữa tiếng sấm đinh tai nhức ốc từng thi sét lớn giáng xuống tạo thành điện võng dày đặc đem phạm vi mười dặm xung quanh bao phủ bên trong hàng lập đứng một bên quan sát cũng không thể thoát ra ngoài hàng lập khẽ thở dài hai tay pháp quyết trên người tức thì cũng có tiếng sấm trầm thấp truyền ra một tầng điện võng kim sắc quỷ dị hiện ra sau đó tách khỏi cơ thể tản ra bốn phía hóa thành một cự võng đem hàng lập bảo hộ bên trong ngay lúc đó từ phía trên truyền đến một đạo sát đánh vào bên lưới bộc phát ra kim ngân lưỡng sắc điện quang nhưng lập tức tiêu thất kim sắc điện võng khẽ rung lên rồi trở lại như cũ hàng lập đối với việc vừa rồi cũng không để ý hai mắt nhìn về phía đoàn hôi bạch yêu khí cách đó không xa Tuy rằng hắn cũng bị ảnh hưởng bởi sấm sét đánh lên, nhưng hơn phần nữa vẫn là hướng trên thiên lang thánh thú giữa pháp trận mà đi tới. Lấy yêu thú này làm trung tâm, bên trong mật độ sấm sét nhỏ hơn rất nhiều so với chỗ hàng lập đứng. Với đôi mắt của hàng lập, tự nhiên có thể nhìn thấy được toàn bộ hôi bạch yêu khí bị ngân quang bao phủ lên. Tiếng sấm sét dày đặc tựa như mưa, muốn tránh cũng không thể tránh. Hàng lập trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Nói về hóa khai lôi kiếp, khi hắn ở loạn tinh hải cũng từng gặp qua một lần khi đó là một con quy yêu độ kiếp nhưng thanh thế cũng không có to lớn như thế này hơn nữa khi đó con quy yêu kia cũng đi đến giai đoạn cuối của quá trình độ kiếp mà lúc này thiên lang thánh thú chỉ là mới giai đoạn đầu chẳng phải nói là đến cuối quá trình còn lợi hại đến chừng nào sao chẳng lẽ yêu thú độ lôi kiếp hoàn toàn không giống nhau lại nói liên quan đến yêu tộc độ kiếp bí sự nhân giới thực đúng là không có cổ sách điển tịch nào ghi lại nếu có cũng chỉ là sơ lược mà thôi. Điều này thực ra cũng không có gì kỳ quái. Hóa khai lôi kiếp ở yêu thú cũng không quan hệ với nhân tộc tu sĩ, nên điển tịch ghi chép cũng chẳng có bao nhiêu. Cho dù là tu sĩ nào đó đối với việc này tò mò, nhưng bình thường cũng rất ít cơ hội thấy cao gia yêu thú độ kiếp. Mỗi một yêu thú sau khi độ kiếp xong, chính bản thân nó lúc đó là lúc suy yếu nhất. Như thế nào có thể cho nhân tộc tu sĩ phụ cận quan sát chứ? Chẳng qua Hàng Lập chỉ cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không có để việc này vào trong lòng. Dù sao, lôi kiếp bậc này đối với hắn mà nói hiện giờ cũng không tính là cái gì cả. Những giải sát lớn đánh xuống, một lúc sau, tiếng sấm giữa không trung cũng giảm, tạm thời ngưng lại. Mà Hàng Lập cũng ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện bên trong cái đoàn hôi bạch yêu khí này đã sớm thất tinh bát lạc, chỉ còn lại một tầng cực kỳ mỏng. Bên trong thiên lang thánh thú thừa dịp này thở dốc một hơi, đôi cánh cũng không ngừng quạt, đồng thời miệng rộng hé ra, cũng phun ra một đoàn hôi mông mông yêu khí. Một đoàn yêu khí này so với lúc trước còn dày đặc hơn. Nháy mắt tụ thành hình, đem yêu thú này bảo hộ. Lúc này thiên lang thánh thú ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không có một chút hoảng hốt. Tựa hồ đối với lôi kiếp mãnh liệt này hắn sớm đã đoán trước được. Hàng lập thấy vậy cũng mỉm cười, xem ra nó đều có thể tự mình ngăn cản cái đám lôi kiếp kia, thực sự không cần mình ra tay quá sớm. Chẳng qua những lời đối phương nói thực sự là có chỗ tốt, đối với chính mình về sau rất có tác dụng, cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Trong lòng có chút cân nhắc, hàng lập một tay vỗ vỗ vào cái túi trữ vật bên hông, lập tức xuất hiện những kiện pháp khí với màu sắc khác nhau, sau đó dừng ở phía trước mặt hàng lập. Hiện ra ba loại pháp khí, một cái hồ lô màu vàng sẫm, một cái viên bát trắng noãn cùng với một cái bình ngọc màu xanh. Lúc này từ giữa không trung tiếng sấm lại nổi lên, đệ nhị lôi kiếp từ không trung đánh xuống Lần này lôi điện rõ ràng so với lần thứ nhất dày đặc hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng lớn hơn rất nhiều. Thành thế tự nhiên càng thêm kinh người. Hàng lập lấy ra những pháp khí này cũng không nhìn thiên lang thánh thú độ kiếp như thế nào. Mà ngược lại ngồi xếp bằng nhắm lại hai mắt bày ra một bộ dáng nghỉ ngơi dưỡng sức. Liền như vậy ngắn ngủ trong vòng một canh giờ thiên lang thánh thú trước sau đã trải qua sáu đạo lôi điện đánh xuống. Đạo sau so với đạo trước càng thêm đáng sợ càng thêm kinh người khi cái đạo lôi điện thứ ba đánh xuống tạo thành một dải sát dài nửa trượng tựa như thành một cái cầu vòng màu bạc từ không trung lao xuống ngay cả cấm chế mà hàng lập bố trí bốn phía đều bị cái đạo lôi điện này phá hủy không ít ngược lại ít tà thần lôi của hàng lập vẫn bình an vô sự đem hàng lập bảo hộ bên trong thiên lang thánh thú ngay tại trung tâm cái đạo lôi điện thứ tư cũng bắt đầu rốt cuộc cũng không thể bảo trì trạng thái thông dong như ban đầu nữa bắt đầu thi pháp đem thân hình lần nữa biến lớn ra thân hình ước chừng hơn 10 trượng. Lúc này trong miệng cũng phun tiếp ra một đoàn yêu khí, nhưng không còn là hôi bạch yêu khí nữa, mà chuyển thành ngân bạch chi sắc, tựa hồ giống như lôi điện. Mà cái loại yêu khí này cực kỳ quái dị, khi cùng lôi điện tiếp xúc lại phát ra âm thanh kim chúc va chạm, đem hơn phân nửa lôi điện trực tiếp đánh ngược trở lại, chấp nhận một nửa lôi điện còn lại đánh vào. Tình hình quỷ dị như thế làm cho hàng lập đang nhắm mắt dưỡng thần cũng phải kinh ngạc mở mắt ra, thâm trầm nhìn vài lần, hắn lúc này mới phát hiện ra cái loại ngân bạch yêu khí này chấp động chói sáng làm cho người ta có cảm giác rất lạnh lẽo hả vật này cùng với hàng tủy lúc nãy mình đưa cho hắn có chút quan hệ chẳng lẽ yêu thú này trong thời gian ngắn như vậy đã đem hàng tủy luyện hóa sao hàng lập âm thầm suy nghĩ phun ra cái loại yêu khí này làm cho thiên lang thánh thú thoải mái hơn nhiều liên tiếp liền đỡ được thêm hai đạo lôi điện nhưng khi đến đạo lôi điện thứ bảy đánh xuống yêu thú này thần sắc lại có chút ngưng trọng nổi lên thêm vài phần khẩn trương mà bầu trời cũng đột nhiên sôi trào mây đen quay cuồng rít gào phía dưới mây đen cũng tạo thành một điện võng thật lớn nhất thời tất cả đều là một màu ngân quang thêm vào tiếng sấm bao phủ toàn bộ bầu trời không sót một mảng nhất thời toàn bộ thiên địa dường như ngoài bỏ lôi điện ra không còn một cái gì khác hàng đạo hấu đợt lôi kiếp này tựa hồ so với dữ liệu của ta còn lợi hại hơn một chút nữa ta chỉ có thể ngăn cản được hai đạo lôi điện thôi Thế bà đã cuối cùng Chỉ sợ cần phải nhờ dòng ngươi ra tay tương trợ Mới có thể vượt qua được Trong tay của Hàng Lập truyền đến âm thanh Của thiên lang thánh thú Đạo hữu yên tâm Đến lúc đó ta sẽ ra tay Hàng Lập nhẹ nhàng cười Không chút hoang mang trả lời Vậy làm phiền đạo hữu Lão Phu nhất định sẽ không quên hậu báo ân tình này Thiên lang thánh thú nghe được lời này của Hàng Lập Trong lòng mới thực sự an tâm Dù sao được một vị đại tu sĩ hỗ trợ hộ pháp cho dù lôi kiếp có lợi hại thêm vài phần cũng có thể vô sự. Ngân sắc yêu khí tiếp tục mở ra, đem yêu thú hoàn toàn bao bọc lại, đồng thời vô số đạo lôi điện đánh xuống, liều mạng đánh vào phía trên ngân sắc yêu khí. Cho dù hơn phân nửa đã bị yêu khí đánh ngược trở lại, nhưng phần nửa số lôi điện còn lại cũng thực sự kinh người. Lấy mắt thường có thể thấy được, tốc độ của ngân sắc yêu khí nhanh chóng tán loạn thu hẹp lại. Qua cái đợt lôi điện thứ bảy vừa xong, ngân sắc yêu khí dường như còn không tới một nửa. Được lôi điện thứ bảy nhanh chóng chấm dứt, thiên làng thánh thú một lần nữa phun ra hôi bạch yêu khí bao phủ một tầng bên ngoài ngân sắc yêu khí. Lúc này đợt lôi điện thứ tám lại lập tức bắt đầu. Cơ hồ điện võng so với lúc trước còn nhiều hơn gấp đôi, hùng hổ bày ra. Tiếng gầm rú kinh thiên động địa, yêu khí mặt ngoài trong phút chốc chỉ còn lại chút kim sắc tán loạn, phụ cận cũng bị tiếng sấm chấn động cho khẽ rung lên. Ngồi xếp bằng ở bên ngoài pháp trận, Hàng Lập nhìn thấy thanh thế kinh người như vậy, nét mặt cũng hơi nhăn lại, nhưng lập tức thần sắc trở lại như thường. Chẳng qua lúc này hắn chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung không ngừng đánh giá, tựa hồ đang tìm kiếm cái đồ vật gì đó. Bỗng nhiên sắc mặt của Hàng Lập khẽ động, đột nhiên cúi đầu, hướng mặt đất phía xa xa nhìn một cái, trong mắt hiện ra một tia kinh dị. <cười> <cười> cũng có, cũng chút có chút ý tứ đó. đó, không cũng nghĩ tới Thiên Nam này, này còn có kẻ đang, đang rình rập. Đập. Hàng Lập tự nói hai tiếng đột nhiên mười ngón tay hướng về phía mặt đất, phốc phốc vài tiếng truyền đến, mười đạo tinh tế hồng ti bắn nhanh ra, lập tức đánh xuống mặt đất không thấy bóng dáng. Hàng lập nhìn chầm chầm vào phía mặt đất, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đột nhiên bên kia mặt đất nổi lên một trận rung rẩy kịch liệt. Tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết vang ra, lập tức một tảng lớn bùng đất phóng lên cao. Từ giữa bụi đất mênh mông, một quái vật hình thể hơn 10 trượng bay ra. Hơn nữa thân hình to lớn phía trên bị một ngọn lửa bao phủ trên người làm cho quái vật này không ngừng vang lên âm thanh thống khổ nhân cơ hội này hàng lập cũng đem tướng mạo quái vật này nhìn kỹ một lần chỉ thấy quái vật này hình thể lớn dài cả thân hình một màu vàng sẫm giống như một con dung thật lớn nhưng nửa người trên có vô số khối thịt lớn nhỏ không đồng nhất không ngừng uốn éo mà phía trên đầu cũng có một cái sừng lớn màu vàng tỏa ra ánh sáng dị thường rất đáng chú ý làm cho người ta giật mình chính là cái điện võng phía bên trên vùng phụ cận cự thú Tất cả dường như đã bị cái gì hấp dẫn, đều biến đổi phương hướng, tập trung bắn về cái sườn này. Sau đó chợt lóe vào trong đó không thấy bóng dáng. Nguyên, Nguyên lai là, là một con độc, độc giác, giác khâu, nhưng, nhưng hình thể, thể như thế, thế nào lại lớn như vậy chứ? chứ. Nếu ta, ta nhớ không lầm, cái loại yêu thú, thú này phải là, là có màu trắng, trắng mới đúng chứ. chứ? Hàng lập nhìn chầm chầm vào độc giác khâu to lớn đang bạo nộ, trong mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Cự khâu hét thảm một tiếng, cái đầu trơn nhẵn quỷ dị nứt ra, miệng phúng ra một bụng máu, bên trong ẩn hiện vài cái răng nanh, nhưng liền sau đó một đạo ánh sáng kỳ dị bắn ra, đúng là lúc trước những thiên lôi này bị kim giác hấp dẫn, ngược lại một lần nữa bị con thú này đẩy ra, nhưng mục tiêu lần này lại là Hàng Lập đang đứng bên cạnh pháp trận. Quá, cũng đã khai mở linh trí rồi hả? Quả đúng là biến dị yêu thú. Hàng Lập thấy cảnh này cũng không cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, chỉ thấy hai tay của hắn khẽ co lại, dương lên uống khúc hướng ra bên ngoài, tạo thành hai cái đạo kim hồ trời tay bắn đi trong chớp mắt khép lại nghênh đón cái đạo ngân hồ to lớn phía đối diện một tiếng vang thật lớn nổ ra kim ngân hai loại hồ quang dường như hai con cự mãn đang vào nhau sau đó đối kháng chống lại nhau trong nháy mắt một đoàn điện quang ở xung quanh hàng lập cùng cự khâu bạo liệt dần ra tựu như muốn hai người cùng đồng quy vu tận cự thú thấy như vậy càng thêm bạo nộ kim giác trên đầu hào quang đại phóng tức thì đem tất cả thiên lôi phụ cận hấp dẫn tới điên cuồng hút vào Tựa hồ chuẩn bị đối phó với hàng lập tiếp tục công kích. Thế nhưng lúc này hàng lập lại cười lạnh một tiếng, miệng khẽ hé ra, một tiểu kiếm màu vàng bắn ra, lập tức nhoáng lên một cái, liền hóa thành một đạo kim hồng quét thẳng tới đầu cự thú. Cự thú tựa hồ biết được sự lợi hại, toàn thân hoàng quang tắt dần, muốn đem thân thể lẫn trốn chui vào lòng đất, nhưng lúc này hỏa linh ti đang quấn quanh trên người, đột nhiên hồng quang chợt lóe, những cái hỏa linh ti này chợt biến thành một cây hỏa tác đỏ đậm ban đầu hỏa tác chỉ nhỏ chừng một cái cây nhưng sau đó hỏa quang đại phóng tỏa ra từng trận bão lửa đem nửa thân trên cự thú bao phủ vào bên trong cự thú càng trở nên kinh hoàng kim giác đang không ngừng hấp thu thiên lôi bỗng nhiên dừng lại trên người phun ra một mảnh kim quang những nơi kim quang đi qua ngọn lửa ở nơi đó liền bị hấp thu con độc giác khâu này không chỉ có thể hấp thu thiên lôi mà ngay cả ngọn lửa cũng có thể hấp thu nhưng ngay khi cự thú hấp thu hơn một nửa ngọn lửa Đạo kim hồng kia cũng đã đi tới trước mắt, nhoáng lên một cái hóa thành một thanh cự kiếm hùng hổ chém xuống. Đầu cự thú nhoáng lên một cái, kim giác trên đầu bạo trướng lên, hướng về cự kiếm đang chém tới kia. Kim quang tóe ra chói mắt, cự kiếm bị kim giác này đánh bật trở lại, cũng không có chặt đứt được cái sườn này. Nhưng vào lúc này, hai cánh sau lưng hàng lập quỷ dị hiện ra, một tay vừa nhấc lên, một đạo kiếm khí màu vàng bắn ra, nhanh vô cùng căn bản không làm cho cự thú kịp phản ứng. Đạo kiếm khí chợt lóe lên, lướt qua xuyên thủng qua thân thể cự thú tạo thành một cái lỗ máu. Một dòng máu màu xanh biếc của quái thú này chảy ra từ miệng vết thương. Vết thương này đối với tu sĩ bình thường mà nói là một kích trí mạng, nhưng đối với cự thú này căn bản không tổn thương gì nghiêm trọng, ngược lại càng làm cho nó nổi giận hơn. Từ miệng quái thú phát ra một tiếng rống thật lớn, những khối thịt trên người một trận co rúm lại, sau đó liền hóa thành vô số những chiếc roi dài hướng hàng lập trên không đánh tới. Sắc mặt của hàng lập trầm xuống, hai tay bấm tay niệm chú, ngay lập tức hơn 10 thanh tiểu kiếm màu vàng hiện ra, xoay quanh thân hàng lập, tạo thành một bức màn kiếm, đem hàng lập bảo hộ lại trong đó. Những nhục tu này vừa tiếp xúc với màn kiếm, liền bị chấn nát bắn tung tóe ra như mưa rơi xuống, căn bản không thể tiếp cận được hàng lập. Lúc này trong miệng của hàng lập khẽ lẩm bẩm, khẽ hướng về phía dưới, hơn 10 thanh tiểu kiếm màu vàng rung lên. Mỗi thanh phi kiếm đều phân hóa thêm 6 đạo kiếm quang. Sau khi được hàng lập niệm pháp quyết thúc dục, hơn 10 đạo kim quang chi chít hướng về phía dưới quét xuống. Cự thú kinh hải miệng liền hé ra, ban đầu phun ra một tảng lớn ngân sắc hồ quang. Tiếp theo đó một đoàn hỏa cầu đỏ sẫm cũng được tuôn ra, muốn ngăn cản vô số kiếm quang đang hạ xuống. Những âm thanh bang bang liên tiếp vang lên, trong hơn 10 đạo kim quang khoảng một nửa bị đánh tản ra nhưng vô số còn lại xuyên thủng qua tới trước mặt cự thú. Không đợi cho cự khâu có thêm hành động gì, âm thanh xé gió nổi lên. Tất cả kim quang khép lại, ngưng tụ cùng nhau, tạo thành một đạo kiếm quang dài hơn 10 trượng, sau đó chỉ thấy kim quang chợt lóe, kiếm quang như lôi điện hướng phần eo của cự khâu phóng tới. Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng cự thú, lập tức vô số lục huyết như thác nước từ trên người cự thú tuôn ra. Cự khâu thân hình khổng lồ nhưng liền theo phần eo không một tiếng động chia ra làm hai đoạn. Ngay khi hàng lập định thu tay lại, một màn bất khả tư nghị hiện lên. Nguyên bản cự khâu hẳn là như vậy sẽ bị giết, nhưng tại lúc kiếm quang màu vàng vừa dừng lại, nửa thân trên đột nhiên hướng không trung, miệng to hé ra, tưởng như muốn nuốt chửng hàng lập, nhưng đồng thời nửa thân dưới hoàng quang chợt lóe, theo bên ngoài thân sinh thêm một cái nhục tu, trong nháy mắt cùng với nửa thân trên trở thành một cá thể riêng biệt. Sau đó, oanh một tiếng thật lớn, nửa thân dưới của cự khâu rất nhanh chui vào trong bụng đất không thấy bóng dáng. Còn muốn chạy? Hàng lập ngẩn ra, nhưng lập tức hai hàng lông mày nhướng lên, hai tay khu động pháp quyết, từ trong miệng phát ra một tiếng bạo. Cục lửa to lớn đang quấn trên cự khâu, nhất thời hồng quang chợt lóe tự động nổ tung ra. <laughs> tiếng nổ liên tiếp vang lên, một đoàn hỏa vân thật lớn hiện hình lên, chỉ thấy nửa thân trên của cự khâu bị bao phủ lại trong đó từng đợt hỏa lãng cuồn cuộn truyền ra, tựa như một ngọn lửa mãnh liệt. yêu thú này hầu như không còn cách nào lập tức hấp thu. cùng lúc đó đạo kiếm quang to lớn xoay quanh một cái, rồi sau đó như một thi chớp hướng đoàn hỏa vân đánh tới. từ giữa đoàn hỏa vân tiếng kêu đột nhiên ngừng lại. một đoàn lục huyết như một trận mưa nhỏ từ không trung rơi xuống. tiếp theo hai mảnh thi thể đen thui mang theo một cổ mùi khó chịu từ không trung nặng nề rớt xuống trên mặt đất lúc này hàng lập nhìn thoảng qua mặt đất thần niệm không chút lo lắng đảo qua phát hiện một nửa cự khâu khác đang độn tóc cũng không mau giờ mới ra ngoài được khoảng vài trượng cự khâu tất nhiên không chỉ có loại động tóc này chỉ là sau khi bị thương nên độn tóc rất chậm hàng lập cũng không nghĩ nhiều nếu nó không có đi quá xa hắn cũng không cần động tay chân nhiều hắn không lưỡng lự đặt một ngón tay lên túi linh thú bên hông vô số kim quang từ trong túi bắn ra, liền sau đó trên đỉnh đầu hiện lên một mảnh kim sắc trùng vân. Sắc mặt của Hàng Lập không chút thay đổi, khẽ hướng về phía mặt đất. Trùng vân gào thét một tiếng rồi lao thẳng tới phía dưới. Khi xuống dưới được một chút, lại hóa thành vô số điểm sáng, phút chốc lao vào trong đất không thấy bóng dáng. Hàng Lập không hề chú ý đến việc này, một tay hướng về phía hỏa vân ở phụ cận. Đoàn hỏa vân thật lớn một trận quay nhanh ngược trở lại, thể tích lập tức thu nhỏ lại một cách quỷ dị cuối cùng hiện ra một cây hỏa tất thu to chẳng qua là hỏa quang so với ban đầu trong ảm đạm hơn rất nhiều hắn hướng hỏa tác vẫy tay một cái nhất thời hỏa tác giật lóe liền hóa thành mười cái hỏa ti mảnh mai cái thứ nhất thì dài khoảng hai trượng lơ lửng trên không trung nhẹ nhàng rung chuyển hằng lập miệng hé ra một đạo thanh hà phun ra đem mười cái hỏa ti cuốn vào trong đó sau đó nhẹ nhàng hút một cái hỏa ti đang bị thanh hà bao vây liền được thu vào trong cơ thể hàng lập liếc mắt nhìn cổ thi thể đã tiêu hủy trên mặt đất khẽ nhướng mày sau đó hướng về phía đó trảo một cái một đạo kim quang từ giữa cổ thi thể bay ra hướng hàng lập bắn nhanh tới khi kim quang cách hàng lập hơn một trượng liền dừng lại nhìn kỹ đúng là chiếc kim giác cổ quái của cự khâu kia sừng này tuy rằng so với thân thể cự thú cũng không tính là lớn nhưng thực tế thì hình thể cũng có khoảng năm sáu thước độ lớn mặt ngoài kim quang sáng sáng, còn có như ẩn như hiện một loại chú văn huyền ảo. Hàng lập hai mắt khẽ nhíu lại. Tuy rằng đối với vật ấy tò mò, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để nghiên cứu. Thoáng nghĩ một chút, hắn liền dùng mấy đạo pháp quyết đánh về phía vật kia. Cả vật thể kim giác linh quang lóe lên, hình thể tự động rút nhỏ lại, trong nháy mắt chỉ còn lại nửa thước. Hàng lập nhấc một tay lên, lại một đạo cấm chú dán lên chiếc sừng. Sau đó hắn mới lấy ra một cái hộp gỗ, đem kim giác này thu vào trong túi trữ vật. Làm xong hết thảy những việc này, Hàng Lập mấy vỗ nhẹ tay xuống, trên mặt lộ ra vài phần hài lòng. Hắn đang chuẩn bị nhìn sang thiên lang thánh thú bên trong pháp trận. Hơn 10 dặm xa xa trong mặt đất, nửa thân dưới của con cự khâu đang đào tẩu bị bắn ra. Mặt ngoài thân thể có nhiều điểm kim quang, toàn thân chỉ thấy rậm rạp phệ kim trùng, đúng là đang cắn nuốt cái con thú này. Nửa đoạn cự khâu này từ trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ không ngừng thân hình khổng lồ đột nhiên xuống phía dưới một đoạn không ngừng lăn lộn trên mặt đất muốn thoát khỏi đàn phệ kim trùng nhưng kim sắc giáp trùng giống như một rễ trên thân cự thú căn bản không một chút buông ra hơn nữa một con cắn thủng bộ da cứng rắn chui vào bên trong cơ thể cự khâu như vậy con cự khâu biến dị tự nhiên càng thêm thống khổ tới cực điểm trên người như đồng thời bị trăm ngàn đạo chém vào nó tựa hồ có chút điên cuồng nổi lên lúc thì chui xuống mặt đất khi thì lại bay lên giữa không trung nhưng vô luận là làm như thế nào cũng không thể bỏ rơi cái đàn kim sắt giáp trùng ra khỏi cơ thể sau một lát thân hình của nó lại một lần nữa bay lên không trung điên cuồng lồng lộn bỗng nhiên thân hình trở nên cứng đờ thân hình khổng lồ rơi xuống nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích hàng lập trên không trung nhìn thấy hết thảy những cái này lúc này mới khẽ thở dài một hơi xoay mình nhìn về phía bên trong pháp trận không trung thiên lôi vẫn không ngừng hạ xuống nhưng phong lôi xí sau lưng hàng lập đã không ngừng chớp động cho dù có đạo lôi điện nào đánh lên cũng bị phong lôi xí này đánh bay ra ngoài, căn bản không hề đánh trúng người hàng lập. Nhưng so với lúc trước khi mới bắt đầu, khoảng không thừa thớt hơn rất nhiều. Thiên Lang Thánh Thú rốt cuộc cũng vượt qua được đợt lôi điện thứ 8 này, tựa hồ cũng đến lúc hắn phải ra tay. Chẳng qua trước lúc ra tay, Hàng Lập hướng về không trung vội vàng nhìn lại. Hai mắt Lam Mang chớp động, mắt cũng không chớp, tựa như đang tìm kiếm cái gì đó, kết quả khi tiếng sấm từ giữa bầu trời hoàn toàn dừng lại từ bên trong mây đen truyền đến một cổ hương khí kỳ dị tiếp theo đó mây đen đối diện với pháp trận một trận quay cuồng đột nhiên hiện ra một cái trăng tròn thật lớn trăng tròn sáng tỏ dị thường tản ra ánh sáng ngà nhàn nhạt, nhạt cổ hương khí kia tựa hồ được tỏa ra từ giữa trăng tròn vừa thấy cảnh này hàng lập liền hít sau một hơi hai cánh sau lưng khẽ rung lên liền biến mất không thấy bóng dáng ngay sau đó hắn tức thì hiện ra tại vị trí cũ tại pháp trận không nói hai lời liền hướng về ba kiện pháp khí trên mặt đất vẫy tay một cái hồ lô bình ngọc viên bát đồng thời bay lên xoay quanh đỉnh đầu của hàng lập đúng lúc này một đạo ánh sáng màu bạc kỳ dị từ giữa mặt trăng chiếu xuống liền đem thiên lang thánh thú bao trùm lại trong đó tiếp đó hương khí đại phóng bên ngoài mặt trăng cũng nổi lên một tầng thủy quang hướng phía dưới rơi xuống lập tức hàng lập không hề do dự thân hình nhoáng lên một cái mang theo ba kiện pháp khí tạo thành một đạo thanh hồng phóng lên cao lúc này mặt trăng cũng nhỏ ra một đoàn chất lỏng màu trắng nhưng khi vừa ly khai khỏi mặt trăng chất lỏng này liền hóa thành nhiều điểm bạch quang, theo luồng ngân sắc chiếu xuống thiên lang thánh thú từ từ rơi xuống nhưng điều quỷ dị là tất cả những quan điểm chỉ tồn tại bên trong cái chùm sáng nếu có một cái rời khỏi phạm vi chùm sáng ra bên ngoài thì lập tức liền hóa thành hư ảo mà những cái quan điểm này khi tiếp xúc với thân thể yêu thú này liền chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Vốn là yêu thú này phải ngăn cản thiên kiếp, tinh thần có phần mệt mỏi, nhưng sau khi hấp thu mấy cái đoàn bạch quang thì tinh thần liền khôi phục lại, từ miệng phun ra một cổ yêu khí mang những quan điểm từ không trung rơi xuống, toàn bộ hút vào trong miệng. Giống như bị cái gì kích thích, thân hình tựa hồ tăng vọt lớn thêm vài phần. Giữa mặt trăng nước gợn bập bền, liền theo đó có một đoàn chất lỏng khác chậm rãi rơi ra, đồng dạng hóa thành vô số bạch quang bay xuống, Lúc này đạo thanh hồng chớp động, liền tiếp cận cái đám mây đen giữa mặt trăng. Nhưng khi còn cách khoảng hơn trăm trượng, bỗng nhiên phụ cận ngân quang chớp động, vô số các hộ quang ngân sắc từ giữa đám mây ầm ầm hiện lên, tất cả hướng hàng lập mà dũng mãnh đánh tới. Trong lúc nhất thời, phản phất như có vô số con ngân xà hướng hàng lập đánh tới, thành thế cực kỳ kinh người. Cho dù hàng lập cũng từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, gặp cái tình huống trước mắt này cũng hoảng sợ, Chẳng qua may mắn là ngày đó Thiên Lang Thú đã truyền âm đề cập qua việc này, cho nên hắn tuy rằng giật mình, nhưng một tay vừa lật, một vật đã sớm chuẩn bị tốt hiện lên ở trong tay. Lục Quang lòe lòe, vật kia đúng là kiện linh bảo Bát Linh Xích. Mắt thấy vô số ngân hồ quang sắp đánh đến, hàng lập lại vung cái mộc xích lên, bàn tay vung trưởng lên. Ngân sắc liên hoa từ bốn phía hiện ra dày đặc, đem thanh hồng phong vũ bao hộ lại trong đó. Ngân hồ quang đánh lên phía trên liên hoa, liền phát ra hàng loạt tiếng sấm nổ vô số những tia điện lóe lên chớp động liên hoa tựa như gặp quá nhiều ngân hồ quang đánh lên điều tán loạn nhưng lập tức lại theo động quang bên trong tuôn ra những đợt khác giống như vô cùng vô tận thanh hồng lóe lên nháy mắt đã tới vùng mây đen phụ cận lúc này chỉ còn cách ánh trăng tròn hơn mười trượng còn bạch sắc dịch thể đợt thứ hai vừa vặn theo cái trăng tròn tích ra hàng lập động quang dừng lại trong nháy mắt dường như đã đi vào bên trong cấm địa bốn phương tám hướng lại có vô số hồ quang đánh tới. Lần này dường như so với lần trước còn muốn đông đúc hơn ba phần. Tại bên trong ngân liên hoa bảo hộ, hàng lập đối với những hồ quang này cũng không để ý, lại hướng đến ba kiện pháp khí trước người điểm chỉ. Hồ lô, bình ngọc, viên bát lập tức hóa thành ba đạo linh quang hướng giữa ngân nguyệt vọt tới. Trong nháy mắt khi chúng vừa ly khai khỏi độn quan, chi chích những hồ quang cũng liền đem hàng lập bao bọc vào phía bên trong lần sau so với lần trước càng thêm hung mãnh. Bên cạnh Hàng Lập cũng bạo liệt ra, trong lúc nhất thời, Hàng Lập bị vây bên trong lôi điện, tựa như đứng giữa sóng to gió lớn. Bác Linh Xích, Liên Hoa, tuy rằng cũng chi chít tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng dần dần hiện ra dáng vẻ chống đỡ không nổi. Vòng Liên Hoa bảo hộ nhanh chóng thu nhỏ lại, tập trung sát đến thân thể Hàng Lập. Nhưng Hàng Lập lại đối với hết thảy chuyện này coi như không có gì, ngược lại toàn bộ tinh thần tập trung lên ba kiện pháp khí hướng trăng tròn từ từ bay đi đúng vậy đúng là từ từ bay đi không biết tại sao ba kiện pháp khí này vừa tiếp xúc gần với mặt trăng tầm ba trượng dường như chạm vào cấm chế gì đó cả đám trở nên nặng nề tốc độ liền như là ốc sên đi chỉ có thể nhích lên từng chút một mà lúc này trăng tròn đã tích hoàn thành đợt thứ hai linh dạ bạch quang chớp động lên dần dần trở nên mơ hồ giống như muốn biến mất Cùng lúc đó, mây đen giữa không trung lại một trận nổi sóng mãnh liệt. Hàng Lập cũng cảm thấy giật mình. Một đoàn linh áp thật lớn đang dần thành hình. Điều này rõ ràng cho thấy tín hiệu đợt lôi điện tiếp theo đã bắt đầu. Nhìn cái pháp khí cách trăng tròn còn vài trượng, vẫn chậm rãi đi đến. Hàng Lập rốt cuộc đã không thể bình tĩnh. Mắt hắn tinh quang chợt lóe đột nhiên hét lên một tiếng, thần thức tập trung lại. Bỗng nhiên hướng về phía trăng tròn xuất ra một cái thất thần thứ một đạo lực to lớn vô hình tiếp cận cái phụ cận trăng tròn bốn phía tầng nước ở bên trăng tròn khẽ gợn sóng ba kiện pháp khí lập tức tốc độ cũng nhanh hơn vài ba phần hàng lập thấy vậy cũng không chút do dự miệng hé ra phun ra một ngụm máu huyết mười ngón tay hướng về phía đoàn máu huyết máu huyết lập tức hóa thành một cổ huyết vụ chợt lóe lên một cái rồi không thấy bóng dáng một màn quỷ dị xuất hiện nguyên bản ba cái kiện pháp khí màu sắc khác nhau nhưng khi huyết vụ vừa biến mất liền phóng ra huyết sắc quang mang kỳ lạ, chúng khẽ rung lên, nhưng lại đồng thời thoát khỏi rối buộc, một chút không có vào bên trong hư không của trăng tròn. Cơ hồ cùng thời gian, nguyên bản trăng tròn còn có một chút mơ hồ, lại chợt lóe lên biến mất không thể bóng dáng. Chỉ còn lại ba kiện pháp khí trơ trọi lơ lửng ở trong hư không. Ba kiện pháp khí này vướng phải cái gì đó từ trăng tròn, không ngờ đã hoàn toàn trống không, mà ngay cả hàng lập cũng ngạc nhiên không thể nói rõ ràng. Sau một tiếng sấm kinh thiên nguyên bản những hộ quang đang vây quanh hàng lập không ngừng đánh lên đụng quang đều hướng về phía mây đen chợt lóe lên không thấy hàng lập thấy tình hình này cũng không cảm thấy nhẹ nhõm mà ngược lại vẻ mặt lộ ra sự ngưng trọng ánh mắt chớp động vài cái hướng phía xa xa vẫy tay hồ lô cùng hai kiện pháp khí khác liền quay về bên hàng lập không nói hai lời đem ba kiện pháp khí bay vụt xuống dưới bên cạnh pháp trận khẽ nhìn thoáng qua ba kiện pháp khí vung lên một trảo cực nhanh đã đem hoàng sắc hồ lô bắt vào trong tay. Tiếp đó hướng bên trong nhìn thoáng qua, một tay vừa lật một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Về hai cái kiện pháp khí còn lại này thì hắn căn bản cũng không có nhìn qua, trực tiếp thu vào trong túi trữ vật. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của hàng lập trước sau như một, không lộ ra vẻ khác thường. Nhưng khi từ giữa pháp khí truyền ra nhàn nhạt hương khí, hiển nhiên hàng lập lúc này cũng không còn giữ được vẻ mặt như thường nữa. Thiên làng thánh thú một chút cũng không quan tâm việc này, Lúc này cả thể xác và tinh thần đều tập trung vào lôi kiếp từ giữa không trung. Trên cao toàn bộ hồ quang đã biến mất, nhưng theo mây đen lại truyền đến cường đại dao động dị thường, làm cho nó một chút cũng không dám phân tâm. Ngân sắc yêu khí hầu như đã biến mất không còn một chút, nó dường như trần trụi đứng bên trong pháp trận. Ngay cả hôi bạch yêu khí lúc ban đầu cũng không phóng xuất ra, hình như biết được những yêu khí kia cũng không trợ giúp chống lại được cái lôi kiếp này. Hàng lập mỉm cười, đang muốn nói cái gì đó với yêu thú này đột nhiên không trung truyền đến một tiếng sét đánh nặng nề một thủy hang ngân sắc hộ quang thật lớn theo mây đen hiện ra chừng như dài khoảng hai mươi trượng ngân quan chớp động vài cái giống như một con ngân dao thật lớn hướng thiên lang thánh thú hung hăng đánh xuống trên thân cự dao phát ra ngân sắc điện quan, cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa không trung thành thế kinh người cực kỳ phía dưới thiên lang thánh thú thấy vậy sắc mặt đại biến liền không cần suy nghĩ nhiều đột nhiên miệng hé ra một viên châu màu xám văng ra xoay quanh trên đỉnh đầu yêu thú này viên châu này đúng là tính mệnh du quan yêu đan nhưng không chờ cho ngân dao bổ nhào vào yêu thú này hàng lập bên ngoài pháp trận lại ra tay chỉ thấy hắn vùng tay lên một cái lá chắn màu bạc bắn ra lập tức hóa thành một quần sáng bạc đem thiên lang thánh thú bảo hộ bên trong sau đó hắn thản nhiên nhìn ngân dao từ không trung bổ xuống chỉ cười mà không nói gì Thiền làng thánh thú thấy vậy, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Một tiếng vang thật lớn, ngân dao uy mãnh đánh lên phía trên quần sáng màu bạc, bộc phát ra quang mang chói mắt, nhưng dường như không có việc gì xảy ra. Ngân sát điện dao một kích không hiệu quả, thế nhưng không tán loạn biến mất, ngược lại vây quanh cái quần sáng một hồi quấn quanh. Tiếng sấm đánh thật lớn, thỉnh thoảng có hỏa quang truyền ra bên ngoài, nhưng sau mỗi một kích, hình thể ngân dao tựa hồ nhỏ lại một vòng, cứ như vậy liên tiếp hơn 10 lần đánh Ngân dao dường như chỉ còn lại một nửa bộ dáng ban đầu Tốt lắm Đạo hữu có thể đem bảo vật triệu hồi về rồi Ta có thể tự ứng phó được rồi Thiền làng thánh thú đột nhiên kêu lên Hàng lập nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ quái Một tay hướng về giữa pháp trận phớt một cái Nhất thời quần sáng bạc chợt lóe lên đã không thấy bóng dáng Điều này trước đây cũng đã được yêu thú này dặn dò hàng lập Yêu tộc độ lôi kiếp tuy có thể xin ngoại nhân hộ pháp thậm chí thay chính mình giảm uy lực của lôi kiếp, nhưng cuối cùng cũng phải tự mình ngăn cản một nửa uy lực lôi kiếp. Nếu không, cái đợt lôi kiếp này sẽ lặp lại, nên hắn chỉ mời Hàng Lập ra tay tiêu trừ một nửa uy lực của lôi kiếp mà thôi. Cho nên Hàng Lập nghe được lời ấy, liền thu hồi ngân sắc tiểu thuẫn lại. Đã không còn quần sáng bạc bảo hộ, điện dao lập tức đánh về phía thiên lang thánh thú, nhưng lại bị hôi bạch yêu khí chợt lóe lên chặn lại. Cự đại hồ quang điện đánh lên trên yêu đan, làm cho viên châu khẽ rung lên, nhưng vẫn như cũ, huyền phù tại một chỗ không chút sức mẻ. Tiếp theo đó, vô luận ngân giao từ phương hướng nào đánh về phía thiên lang thánh thú, đều bị yêu đan này ngăn trở. Theo một âm thanh gầm rú vang lên, thể tích ngân giao nhanh chóng thu nhỏ lại. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, sờ sờ cầm, ngẩng đầu nhìn lại không trung, trong lòng nhàn nhạt nói. Xem ra chính mình tiêu giảm uy lực của hai đợt lôi kiếp cuối cùng hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao chính là lôi kiếp một gã bắt cấp yêu thú, Tuy rằng đối với cùng bậc yêu thú thì đáng sợ Nhưng đối với mình mà nói Ngăn cản căn bản là không hao tổn bao nhiêu khí lực cả Mẫu chốt vẫn là phải xem con yêu thú này Có thể hay không một mình ngăn cản Uy năng lôi kiếp còn thừa lại Hết tập 196 Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Giọng của Lách Radio